Thời gian qua, dù vẫn đều đặn livestream, nhưng Missy cũng được khá nhiều người biết đến khi thử sức với môn xăm nghệ thuật. Với nghề mới, cô nàng liên tục khuyến khích chị em bạn bè xăm mình khiến nhiều người không khỏi bật cười. Sự chăm chỉ của Missy cuối cùng cũng được đáp đền khi cô nàng liên tục được các con ghé thăm và nhờ tha thu. Mới đây nhất, thánh nữ nhạc chế hậu hoàng chính là người được chọn. Thợ xăm, Missy hành nghề với khách hàng cực nổi tiếng là hậu hoàng hình xăm mà hậu hoàng lựa chọn cũng khá nhỏ nhắn dễ thương, tuy nhiên cô nàng có vẻ cũng có chút đau khi cúi mặt để Missy làm việc. Ngoài đời, Missy và hậu hoàng từng tham gia nhiều chương trình cùng nhau và lễ khai trương cửa hàng của nữ streamer thì hậu hoàng cũng có mặt chúc mừng. Nhìn dáng vẻ hậu hoàng thì cũng đau, xương xương đấy. Hậu hoàng và Missy đầy nhí nhảnh cùng nhau. Tuy nhiên hậu hoàng không phải là người đầu tiên mà Missy thử tay nghề đâu nhé. Trước đó cô nàng cũng nhiều thần khoe thành quả của mình trên mạng xã hội và người nổi tiếng gần nhất mà cô nàng xăm cho chính là Thánh Nợ Ngọc Phước. Sắp tới không biết người nổi tiếng nào sẽ trở thành khách hàng của Missy tiếp theo đây nhỉ? Missy cũng đã tác nghiệp rất nhiều rồi đấy nhé. Ảnh Internet